có nợ. Cho nên là bữa nào mình nhắc là mẹ là bác sĩ đó. Thao tác đúng rồi, thao tác máy sao? Thao tác là Dung Minh.
chú Huy bây giờ sao ta phải chắc cái đúng ra nếu mà được hôm đó phải buộc bà nội này phải bả lên luôn trên 53 luôn là hay mấy tiếp luôn á, hiểu không? Bả cho bả ra đứng trước trên sân thượng bả gọi thiệt luôn thì quay thật nhất, hiểu không? Tại vì em đang quảng cáo của cái cáp này thì em phải bấm vô luôn thì bên kia trực tiếp luôn. Nguyên ơi, ok. Chứ còn này khó khi không biết về bên kia nó khỏe sao nó hiện lên sao này. Thì tức là lúc đó cũng sẽ lấy cái điện thoại và gửi qua luôn. Thì đúng anh hiểu. Thì bây giờ thôi, giờ cách làm xuống cho lẹ đây trước đây. Thế là bây giờ cứ bắt cóc mẹ trước. Bắt cóc bà nè. Cùng dọc nha. Bây giờ bắt cầm cái điện thoại đó. Cho em, đưa cho con đang cái app này nè. Con bỏ vụ áo trong tủ đi. Bỏ mở tủ đúng không anh? Ừ, bỏ đi. Anh tưởng đâu nó cái áo là ông khoác màu đỏ. Chung.